Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 8 năm 2020, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Và trước mặt cô chú anh chị đây thì cô chú anh chị có thể thấy là một cái lô kiều tím miền Trung, hàng xanh lá rất là đẹp như thế này. Đó, cắt tỉa rất là kỹ luôn, dề vừa vừa nhỏ nhỏ mà thân lùn, mập ú ụ luôn ạ. Em bán kiều tím miền Trung hay kiều hồng này với giá là 300.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo sang bên này, hoàng thảo long nhãn ạ. Cô chú anh chị có thể thấy là hàng cắt tỉa rất là kỹ và xanh mướt như thế này. Hoàng thảo long nhãn em bán với giá 100.000 cho 1kg. Và phi điệp vàng, hàng thời điểm hiện tại là đang bắt đầu là có nụ nhá. Cô chú anh chị lấy bây giờ sẽ được chơi một mùa hoa trọn vẹn luôn ạ. Dạ. Cô chú anh chị có thể thấy là nụ đang sưng lên như thế này, chuẩn bị trồi hẳn ra bên ngoài. Đấy, nếu mà cô chú anh chị mà muốn chơi hoa phi điệp vàng ấy ạ, thì cô chú anh chị lấy bây giờ là chơi hoa một cách trọn vẹn luôn, không có ảnh hưởng, tại vì nụ của nó đang bắt đầu là sưng nứt thôi cô chú anh chị nhá. Đây này, đó, phi điệp vàng hàng đang nụ rất là đẹp. Và cô chú anh chị lấy bây giờ thì cái mầm gốc khi mà lên nó cũng sẽ không có ảnh hưởng, bởi vì bây giờ nó cũng đang bắt đầu chuẩn bị lên mầm gốc thôi. Với giá em bán là phi điệp vàng là 150.000 cho 1kg. Hoàng thảo nghệ tâm em có duy nhất 3 bó to đùng luôn cô chú anh chị này. 3 bó to đùng, cây rối tinh rối mù như vậy thôi, nhưng mà khi mà ra hoa lên giò thì nó rất là xinh luôn ạ. Nghệ tâm 1 bó 50.000 cho 1 bó hoàng thảo nghệ tâm ạ. Và bên này là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ, với giá em bán 140.000 cho 1kg. Hoàng thảo ý ngọc, hoa trắng nuột nà và cực sai hoa luôn, cũng là dòng lan dễ thuần dễ chăm cô chú anh chị nhé. Với cái họng tím và hoa trắng nuột luôn ạ. Cái hoàng thảo ý ngọc này thì em bán với giá là 180.000 cho 1kg. Và bên này thì em có một cái lô quế lan hương. Lô quế lan hương này thì em bán thanh lý nốt cái lô quế này. Cô chú anh chị có thể thấy là cây khá là lớn, nhưng mà nó cũng có sứt mẻ một xíu, nên là cái lô quế này em sẽ bán 200.000 cho lô quế lan hương này. Và hoàng nhạn tháng 4 với giá em bán là 500.000 cho 1kg. Hoặc cô chú anh chị có thể lấy cho em theo phần như thế này. Đó, một phần thì khá là nhiều như thế này này, thoải mái cô chú anh chị ghép luôn. Đó, một giò đẹp luôn, một vài giò to đẹp luôn nhá. Một phần như thế này em sẽ bán với giá là 130.000 cho một phần hoàng nhạn tháng 4. Và ở đây thì em có một cái dề hài Helen ạ. Chuẩn bị đến mùa hài Helen rồi. Dề hài Helen này em bán 50.000 cho dề Helen này. Và một cái phần dáng hương tam bảo sắc xinh luôn ạ. 100.000 cho lô dáng hương tam bảo sắc này, về cô chú anh chị ghép được 2-3 giò xinh nhá. Và cái đây gọi là lô 1, và lô bên này em gọi là lô 2. Lô 2 thì nói chung là cũng có cây đẹp, cũng có cây xấu, nhưng mà so với lô bên này thì lô bên này có vẻ xinh hơn. Thì cái lô số 2 này em cũng bán với giá là 100.000, thanh lý nhá. Và một cái combo gồm có 3 loại lan này, 2-3 cây cẩm báo này, một phần dáng hương bạch nhạn này, và một phần hài táo. Đấy, combo 3 loại lan này em bán 80.000 cho cái combo này. Và ở bên này là em có dòng lan quế tím. Quế tím em bán với giá là 120.000 cho 1kg, hàng còn ít. Và bên này là cô chú anh chị có thể thấy là dáng hương đuôi sóc, cây vừa vừa tầm và lá xếp về cực xinh luôn, với giá em bán 130.000 cho 1kg dáng hương đuôi sóc ạ. Một cái lô hạc vị bắc hay còn gọi là phi điệp hồng nhá. Hạc vị bắc hay còn gọi là phi điệp hồng, chỗ này em sẽ bán với giá là 120.000 cho hạc vị bắc này. Chỗ lô hạc vị bắc này bình thường là nó sẽ rơi vào 200.000 cho 1kg ạ. Thì cái lô này em sẽ bán với giá chỉ 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và ở đây em có một cái cặp châu bảng gỗ rất là xinh luôn ạ. Đây ạ, cây số 1 này, cây số 2, một cặp châu bảng gỗ rất là xinh này. Nói chung là hơi lỗi lá nhẹ, cây này bị cắt lá một tí, cây này thì hơi bị đốm một... Đây không phải đốm mà là nó bị lỗi ở đây một tí xíu ấy.
Đấy, cặp trâu này em bán với giá là bình thường là 180.000 một trong một cây ạ. Thì hôm nay em sẽ để với giá 160.000 cho một cây trâu này. Cô chú anh chị nào lấy cả hai cây sẽ để giá 300.000 nhá. Trâu trậu bảng gỗ rất là đẹp. Và cô chú anh chị nếu như muốn lấy những cây trâu thật là đẹp để mình ngắm hoa Tết thì cô chú anh chị có thể chọn giúp em cái lô trâu này này, nó quá là tuyệt vời luôn ạ. Quá là tuyệt vời luôn, hàng trâu lá mít cô chú anh chị nhá, từ 4 cặp lá trở lên. Những cái cây trâu này bản lá phải to từ 6-7 cm trở lên rồi ạ. Cây rất là to đẹp luôn ạ. Đây ạ, cô chú anh chị ngắm kỹ cho em này. Cây bản lá mít và xếp cực đẹp luôn. Hàng thuần trâu gỗ, không bỏ lá chân và từ 4 cặp lá trở lên. Hứa hẹn đến Tết này cô chú anh chị sẽ có mỗi một chậu như vậy của sẽ có từ 2 cái vòi hoa to và đẹp trở lên để cô chú anh chị được ngắm hoa Tết nhé. Và dòng đai châu Thái hàng lá xếp rất là đẹp như thế này, em xin phép được bán với giá là 400.000 cho một chậu trâu như vậy. Đó, 400.000 cho một chậu trâu rất là đẹp luôn. Hàng này sẽ sổ, có thể sổ màu trắng hoặc là màu hồng cánh sen. Hai cái mặt bông được coi là rất là đẹp nhé. Và bên này là sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên hàng thuần. Mỗi một giò to đùng luôn cô chú anh chị này. Giả hành to đùng luôn ạ. Một giò thì ở đây cô chú anh chị có thể thấy à, giả hành rất là nù luôn. Giò nào giò đấy, mỗi một cây như vậy Thì có thể với những cây to khủng đẹp như thế này thì cô khi mà sổ hoa có thể cho từ 2-3 cái chùm hoa trở lên ạ. Rất là đẹp nhé cô chú anh chị. Một chậu như vậy em bán với giá là 320.000 cho một chậu sơn thủy tiên. 320.000 cho một chậu sơn thủy tiên rất là to. Đây cô chú anh chị này, nói chung là giò nào giò đấy khủng bố luôn ạ. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Đây này, không điểm nào chê được luôn. 320.000 cho một giò sơn thủy tiên quá là to đẹp như thế này. Hàng đã thuần rất là lâu rồi cô chú anh chị yên tâm nhé. Và bên này thì em có cái dòng dendro siêng hoa, dòng lan dendro cực siêng hoa luôn ạ. Và mỗi một chậu thì từ 3-4 cái giả hành trở lên. Dòng này thì nó sẽ cho hoa quanh năm nhé. Cây này ra hoa thì cái nhành kia nó sẽ cho nụ, nên là nó cứ nối tiếp nhau như vậy. Khi mà cô chú anh chị sở hữu những cái giò dendro này thì mình sẽ được chơi hoa quanh năm ạ. Và một giò dendro như vậy thì em xin phép bán với giá là 80.000 cho một chậu dendro. 80.000 cho một chậu dendro. Hàng này cô chú anh chị rất là thích hợp để mà mình treo ban công này, tạo cho cái không gian rất là rực rỡ, rất là xinh luôn. Hoặc là tạo cái, hoặc là treo trong vườn thì cũng làm cho cái mảnh vườn của mình lúc nào cũng có được cái sắc hoa đẹp rực rỡ ạ. Có 80.000 cho một chậu dendro như vậy thôi. Và cô chú anh chị nào lấy từ hai chậu em để giá là 150.000 cho hai chậu quý anh chị nhé. Đó. Và bên này là những cái bảng trầm tím, phải nói là hàng siêu xinh luôn. Hàng hôm nay, lô hàng hôm nay về thì quá là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Nhập với số lượng lớn nên là cái giá thành rất là cạnh tranh ạ. Rất là cạnh tranh. Mỗi một bảng trầm như thế này cô chú anh chị thấy là tươi roi rói luôn. Và từ 3-4 cây trở lên, 3-4 cây trở lên. Những cái chậu nào mà nó nhiều cây hơn thì nó sẽ bé nhé cô chú anh chị. Đấy, chậu nào mà ít cây thì nó sẽ to mập khỏe ạ. Chậu như chậu này hai thân thì rất là to và đẹp luôn. Và một bảng trầm phải nói siêu xinh như thế này. Siêu xinh như thế này. Đó cô chú anh chị đấy ạ. Quá đẹp luôn. Hàng này thì là mặt hoa cánh bầu và tím đậm tuyệt vời cô chú anh chị nhé. Một bảng trầm như thế này thì em bán với giá là 110.000 cho một bảng trầm ạ. 110.000 cô chú anh chị sở hữu một bảng trầm quá là yêu luôn. Quá là đẹp luôn. Tươi roi rói mà hàng đang đi ngọn rất là khỏe. Không điểm nào để cô chú anh chị tự chị chơi được luôn. Thuần rất là lâu rồi, dễ bán rất là khỏe đấy ạ. 110.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo sang bên này là những cái dòng thiên nga. Một cái dòng hàng mà khi sổ hoa thì thiên nga nhé, không phải là thiên nga cát tum ạ. Cát tum thì hoa sẽ không có hương và tàn rất là nhanh. Nhưng đây chuẩn thiên nga thì hoa cực thơm và bền. Độ bền là từ 15 cho đến 1 tháng nhé cô chú anh chị. Và chuẩn mặt hoa thì ở đây thứ nhất là với dòng thiên nga đen. Một cái dòng hàng mà có rất là giá trị và có mặt bông đẹp quyến rũ, thể tượng trưng cho cái vẻ đẹp huyền bí. Và hoa thì cánh đen bóng và hoa rất là thơm bền ạ. Một chậu thiên nga đen như vậy em xin phép bán với giá là 280.000 cho một chậu. Và thiên nga đen này thì thời điểm hiện tại là đang chuẩn bị là có nụ thôi cô chú anh chị nhé. Hàng này thì giả hành rất là to luôn. Cây khỏe đẹp, dòng thiên nga dễ thuần dễ chăm. Và thiên nga đen là một trong những dòng thiên nga gọi là giá trị nhất trong các loại thiên nga. Và bên này đây là dòng thiên nga đỏ. Thiên nga đỏ nhé cô chú chị, chuẩn mặt bông thiên nga đỏ. Thời điểm hiện tại thì đây có những cây thì đang nhú nụ ra như thế này rồi đấy ạ. Đấy ạ. Có những cây thì hiện tại là nó mới đang bắt đầu sưng nụ ở đây thôi. Và dòng thiên nga đỏ em xin phép bán với giá là 260.000 cho một chậu này. Hàng này khi mà sổ hoa cô chú chị có thể trưng trong phòng khách này,
ở trên bàn làm việc thì phải nói là siêu yêu luôn. Đẹp, bền. Và hàng này thì em nói thêm là cô chú anh chị nhìn thấy là một số cây có lá vàng như thế này nhá. Thời cây riêng dòng thiên nga đen, riêng dòng thiên nga, cái đặc điểm của nó là cứ bắt đầu chuẩn bị có hoa, có nụ là lá của nó sẽ rụng, và đến khi mà nó nở hoa là nó lá nó sẽ rụng hết đi cô chú anh chị nhá. Nên là cái hiện tượng này nó là hiện tượng hoàn toàn bình thường ạ. Giả hành thì rất là khỏe, nhưng chắc chắn là khi sổ hoa bao giờ nó sẽ rụng lá, vàng lá và rụng lá nhá. 260.000 cho một chậu thiên nga đỏ đang nụ. Tiếp theo sang bên này đây là dòng trầm trắng. Trầm trắng hay một số shop còn gọi là trầm bạch tuyết. Với mặt hoa trắng nuột và hoa cánh bầu cực thơm luôn cô chú anh chị nhé. Một chậu nó sẽ rơi vào khoảng 3 thân, từ 3 thân. Và cũng sẽ có, trong chậu cũng sẽ có thân ngắn dài ạ. Hàng này thì cô chú anh chị có thể được chơi hoa xuân ạ. Đấy, cô chú anh chị có thể thấy là thân xanh biếc luôn này. Và một chậu trầm trắng, một cái dòng hàng cũng giá trị, hoa đẹp thơm, màu sắc tuyệt vời, với giá em bán 180.000 cho một chậu trầm trắng này. Đó, 180.000 cho một chậu trầm trắng đây ạ. Rất là xinh luôn nhá. Còn bên này là giả hạc hồng ngọc. Giả hạc hồng ngọc với cái mặt hoa thì nghe tên cô chú anh chị cũng biết rồi. Cái màu sắc hoa của nó là hồng ngọc rất là đẹp. Một chậu sẽ có 2 thân hoặc là 3 thân. Đấy. Như chậu này có 3 thân này. Chậu này cũng có ba thân, lại có 2 thân lớn và 1 thân ngắn. Và chậu bên này thì có 2 thân này, đó. Và hàng này thì chắc chắn là cô chú anh chị cũng sẽ được chơi ngắm được những cái bông hoa rất là xinh ở xuân này rồi. Một chậu giả hạc hồng ngọc như vậy em cũng bán với giá là 180.000 cho một chậu giả hạc hồng ngọc nhé. Đây ạ, cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt hoa của dòng giả hạc hồng ngọc nhé. Ở bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều luôn, hoa cánh bầu màu hồng ngọc rất là đẹp luôn. Còn bên này đây là em có dòng giả hạc Di Linh Xuân nhé. Giả hạc Di Linh Xuân, dòng hàng sẽ là dòng phi điệp sẽ nở hoa vào dịp Tết. Một chậu sẽ có 1 thân như thế này. Dài từ 15cm trở lên. Em bán một chậu như vậy với giá 80.000 cho một chậu. Và bên này là dòng lan nù tam bố này. Nù tam bố, dòng hàng đẹp từ thân lá đến hoa. Một cái dòng hàng đã nổi tiếng, rất là nổi tiếng rồi đấy. Nù tam bố này thì một chậu sẽ có từ 2-3 thân. Và nó hơi ngắn thôi nhưng mập khỏe nhá. Với giá em bán 110.000 cho một chậu nù tam bố. Rồi sang bên này là cô chú anh chị có thể nhìn cho em một cái lô kiếm. Phải nói là lá cứng và cây trưởng thành rất là đẹp luôn. Đó, cây kiếm rất là khỏe và đẹp ạ. Một chậu kiếm như vậy sẽ có từ 2 thân hoặc là 3 thân. Và hàng này thì đều có thể trưởng thành và gần hình như là không biết là cũng chuẩn bị là có nụ hết rồi đấy cô chú anh chị này. Đủ để khả năng cho hoa hết rồi. Đấy, một chậu kiếm như thế này từ 2-3 thân rất là đẹp luôn ạ. Và đây là những cái cây kiếm mà khá là chuẩn mặt hoa, được lai tạo giống từ những cây kiếm mà có mặt hoa rất là đẹp đột biến ở rừng nhá cô chú anh chị. Nên là hứa hẹn là những cây kiếm này sẽ cho cô chú anh chị được một mặt bông đẹp cho cô chú anh chị nào yêu thích dòng lan kiếm ạ. Và một chậu kiếm như thế này thì em chỉ bán với giá là 110.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 110.000 cho một chậu kiếm cây khỏe đẹp và từ hai giả hành trở lên rất là xinh như thế này đây. Cái lô kiếm quá là đẹp luôn cô chú anh chị này. Cái bản lá to và nói chung là cái tán lá thì ít gãy dập ạ, rất là đẹp luôn ạ. Còn bên này đây là dòng lan giả hạc Pháp. Hoa cũng sẽ nở vào dịp Tết. Và một chậu giả hạc Pháp như vậy thì nó sẽ rơi vào từ 3 thân trở lên đây. Cô chú anh chị này, rơi vào từ 3 thân trở lên. Và cô chú anh chị cũng có thể sẽ được chơi hoa xuân luôn nhé. Và hàng này ươm ti từ những cây mẹ có thân rất là mập khỏe. Và dòng một chậu giả hạc Pháp từ 3 thân trở lên như vậy em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. 100.000 cho một chậu giả hạc Pháp ạ. Rồi tiếp theo sang bên này là em có những cái giò lan thuần ạ. Và những phần dáng hương đuôi cáo giá rẻ. Thêm những cái giò lan thuần nở hoa Tết để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Trước tiên sẽ là những cái giò Corat Koki. Những cái giò Corat Koki hàng sai hoa và cực dễ thuần, dễ chăm luôn. Hoa thì thơm nức mũi cô chú anh chị này. Đây có một bông hoa rơi ra từ cái cây nào hôm nay ấy nhỉ. Đấy, cô chú anh chị nhìn cái bông hoa của nó to và rất là xinh nhá. Thơm nức mũi luôn ạ. Ở đây chỉ có một vài giò đây và đang nở một hai bông hoa này đây mà đã thơm ngào ngạt rồi cô chú anh chị này. Dòng Corat Koki hoa rất là sai. Đấy, cô chú anh chị cùng ngắm tạm cho em nhé. Mà dễ thuần dễ chăm lắm luôn cô chú anh chị ạ.
Đây em sẽ có một số giò để giao lưu cùng cô chú anh chị như sau. Em có giò số 1 này. Giò này là giò số 1 nhá. Giò số 1 đây cô chú anh chị này, chiều cao của cái giò số 1 này khoảng tầm 1 mét ạ. Khoảng tầm 1 mét đến hơn 1 mét đổ xuống nhá. Và một cây mẹ và một dàn cây con khoảng tầm 6 cây con ạ. Và cây mẹ thì cũng đang rất là nhiều vòi hoa, nhưng mà thời điểm hiện tại thì nói chung là cô chú anh chị sẽ không được ngắm hoa đâu, bởi vì là vận chuyển về thì nụ gần như là nó hỏng hết ạ. Cô chú anh chị đợi chơi hoa sang năm thôi nhá. Kể cả cây mẹ cả cây con đều có khả năng cho nụ cho hoa hết rồi. Ở giò này thì em xin phép được bán với giá là 480.000 cho giò Corat Koki này. Cô chú anh chị nhìn cho em, nó quá là sung xuê đẹp và bản lá cực to dày nhá cô chú anh chị nhá. Bản lá rất là to và dày luôn ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em này. Đấy, giò số 1 480.000 cho giò Corat Koki số 1. Giò Corat Koki số 2. Corat Koki số 2. Corat Koki hay còn có tên là Cửu Bảo Tiên nhá cô chú anh chị nhá. Giò Corat Koki số 2 đây. Cây nào cây đấy bản lá rất là to luôn. Đây ạ. Giò này thì có một cây mẹ và 3-4 cây con gì đó. Đó. Giò số 2 này thì em bán với giá là 440.000. 440.000 cho giò số 2. Và tiếp theo sẽ là giò Corat Koki số 3. Đây cô chú anh chị, quá là sung xuê luôn. Giò Corat Koki số 3 này thì em có, cô chú anh chị có thể thấy là cây mẹ trên này này. Riêng cây mẹ không đã 3 chùm hoa rồi cô chú anh chị nhá, 3 chùm hoa rồi. Nhưng mà cái nụ này thì không biết là về đến chỗ cô chú anh chị chắc là cũng chỉ còn lác đác vài nụ để cô chú anh chị biết mặt hoa thôi. Và cây con đấy ạ, như cây con này thì nó cũng 2 vòi nụ luôn rồi cô chú anh chị này. Đó. Cây con cũng rất là lớn luôn. Nói chung là giò này thì cô chú anh chị chăm được trực tiếp mà nó nở hoa tại vườn nhà thì quá là tuyệt vời luôn nhá, sai hoa cực luôn. Đấy, giò này thì một mẹ này, một cây mẹ và 4 cây con lớn luôn đấy ạ. Đấy. Đây thì không treo lên giò mà em để dưới đất như thế này nên là nó không thể hiện được cái vẻ đẹp của nó đâu. Cái giò này rất là đẹp luôn. Giò số 3 này em xin phép được bán với giá 500.000 cho giò số 3 cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là giò số 4. Corat Koki số 4 cô chú anh chị nhìn thấy là cũng rất là nhiều tay nụ tay hoa luôn đấy ạ. Này, cây mẹ này. Và một dàn con dưới này quá là sum suê luôn đấy cô chú anh chị. Cây con cũng đã có khả năng cho hoa rồi, vòi hoa vươn cao kìa cô chú anh chị. Đây, một dàn cây con luôn, rất là nhiều cây con luôn. Hàng này về cô chú anh chị treo ra và đúng thế đẹp của nó sẽ vươn rất là đẹp luôn nhá. Cái giò này, giò Corat Koki số 4 này thì em xin phép được bán với giá là 550.000 cho giò này nhá cô chú anh chị nhá. Một cây mẹ và các cây con rất là khỏe luôn. 550.000 cho giò số 4. Cây con này, cây con này chắc là nó treo ở cái thế gọi là không được đẹp lắm nên nó bị gục xuống, nhờ cái vòi hoa vươn rất là dài luôn. Rồi tiếp theo sang bên này là dòng trầm rồng đỏ, nó sẽ nở hoa vào thời điểm Tết nhé cô chú anh chị. Trầm rồng đỏ nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Một cái màu sắc đỏ với một cái mùi kết hợp với cái mùi hương tạo một cái vẻ đẹp cũng như là tạo cái cảm giác một năm mới ấm áp và một năm mới may mắn cũng như là an lành cho gia chủ với cái dòng trầm rồng đỏ này. Nên là hàng này thì người ta rất là thích chơi hoa Tết bởi vì cái màu sắc đỏ cũng như cái mùi hương rất là tuyệt vời của nó. Em có giò số 5. Ba thân đẹp như thế này với giá em bán 620.000. Trầm rồng đỏ số 5. Và trầm rồng đỏ số 6 ạ. Trầm rồng đỏ số 6 này quá xinh luôn. Có hai thân rất là to thêm một thân ngắn và hai thân con ở bên dưới này nữa này. Giò này em bán cũng 620.000 nhá cô chú anh chị nhá, thành tổng 5 thân luôn ạ. Tiếp theo là giò số 7. Giò số 7 này có 3 thân này cô chú anh chị này. Nói chung là hiện tại nó chưa phình thân mà nó đã rất là to rồi. Không chỉ chơi hoa đẹp mà chơi lá cũng cực đẹp luôn. Giò này em cũng bán với giá là 620.000 đi. Giò số 7 cũng 620.000. Và cô chú anh chị có thể tham khảo giá ở tất cả mọi trang. Những cái giò trầm rồng đỏ này em dám khẳng định rằng không nơi nào bán rẻ hơn cái giá mà em đã giao ở đây. Rồi tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 là một phần dáng hương đuôi cáo ạ. Hàng vừa bắc về tươi rói rói luôn. Đó. Hình này có 10 cây 160.000. Và hình số 9 17 cây. À 14 cây chứ. 14 cây 170.000. Và hình số 10 5 cây nhé quý anh chị nhé. 5 cây ở hình số 10 này 180.000. Và hình số 11 cô chú anh chị nhìn cho em là cái hình cáo này. Cây to và đẹp nhá. Có tổng tất cả là
tổng tất cả là 6 cây thôi. Có những cây xếp rụt rất là đẹp luôn. Nói chung hàng rừng thì cũng không tránh khỏi một số lá nó bị xước sát một tí này xíu như thế này. Mà hình này thì đẹp cô chú anh chị này. Hình này có 6 cây to, em bán 180.000. Tiếp theo hình số 12. Hình số 12 đây ạ. Số 12 tổng là 8 cây rất là đẹp luôn. 180.000. Và hình số 13. 6 cây ạ, 6 cây cũng to nhé cô chú anh chị nhé. Đây xum xuê lắm luôn. 180.000. Hình số 14. 170.000, hình này có tất cả là 7 cây. Hàng thì em chọn lựa rất là kỹ luôn rồi. Bao là không có cây nào gãy ngọn mà lá dập thì cũng rất là hạn chế luôn. Và cây tiếp hình tiếp theo hình số 15. Với số cây là 11 cây. 11 cây ở hình 15 này, 180.000. Và hình số 16. Hình số 16 này có 9 cây nhá. 9 cây khá là lớn. 170.000. Và hình số 18. Hình số 17 ạ. Hình số 17 này thì có nhiều cây xếp cực xinh luôn đây cô chú anh chị này. Hình này thì có 11 cây, 180.000. Hình số 18 ạ. Hình số 18 này có tổng là 8 cây nhá cô chú anh chị nhá. 8 cây ở hình này. Như vậy đây ạ. Xum xuê cô chú anh chị về làm trụ khủng đẹp luôn. Giờ này em bán với giá 180.000. Và hình tiếp theo hình số 19 có 5 cây to thôi cô chú anh chị này. 5 cây cáo to và xum xuê luôn cô chú anh chị nhá. Dạ. 5 cây cáo to như vậy này. Hình này em bán 180.000 cô chú anh chị nhá. 180.000 cho hình này. Thế thì hình này thì cô chú anh chị cũng có thể thấy là có 5 cây và cái ngọn này này thì nó cũng vận chuyển ở về thì cũng có hơi xước lá một tí ở đây này. Đó. 5 cây này 180.000, một phần to bự luôn. Tiếp theo là hình số 20. Hình số 20 này là một phần cáo xếp về rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, cáo xếp về rất là đẹp luôn nhá. Hình này có tổng tất cả là 5 cây giá 200.000 ạ. Và hình số 21. 21 có 10 cây cáo nhá. Cũng có nhiều cây cáo xếp đẹp ạ. Đây này, nhiều cây cáo xếp đẹp luôn. Hình này 180.000. Hình số 22. 140.000 cho hình là 170.000 có 14 cây. 14 cây 170.000 đây cô chú anh chị này. Và sang hình 23, một nhánh điệp của rừng vùng Cao Bằng với giá 160.000 ạ. Và sang hình số 25. Hình 25 sẽ là phi điệp hàng gieo hạt nhé. Và có mặt hoa đã sổ tại vườn nhà em, cô chú anh chị có thể ngắm. Nói chung là ai đã được nhìn thì không thể nào chê vào đâu được. Cái mặt hoa của nó rất là to và đẹp luôn. Và hoa thì ra sổ đều lắm luôn ạ. Cái hình số 25 này em có hai mầm, một dề có hai mầm nù như vậy. Em bán với giá 160.000. Hình 26 180.000 ạ. Và hình số 27, dề 27 đây 150.000. Và dề số 28 có hai mầm lá xếp đốt ngắn rụt đẹp 180.000. Và hình số 29 là 180.000 có hai mầm như thế này. Và sang hình số 30 sẽ là một giò điệp phi điệp của vùng Cao Bằng, thân rất là to mập luôn cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em nhé, hàng lá nhựa, lá dày và xếp tăm tắp đẹp như thế này đây. Giò này với 4 thân đẹp như thế này em bán với giá là 1.200.000. Và hình tiếp theo hình số 31. Hình số 31 này có 4, có tất cả là 5 thân ngắn dài đây, 680.000 thôi. Và sang bên này sẽ là những cái giò giả hạt hoa hồng đỏ. Dạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cái mặt hoa hồng đỏ, tím hồng rất là đẹp như thế này nhá. Ở bên ngoài nó còn rực rỡ hơn rất là nhiều luôn. Nhìn thấy cây thân bé bé như thế này thôi nhưng mà cực có võ luôn. Bông hoa to và size rất là đẹp ạ. Em có giò giả hạc hoa hồng hình số 32 chỉ với giá 180.000 thôi cô chú anh chị nhá. 180.000 thôi ạ. Đó. Và hình tiếp theo hình số 33 220.000 rất là đẹp ạ. 220.000 cho giò giả hạc hoa hồng này. Hình số 34. Hình số 34 này. Hình 34 với giá 200.000. Nói chung cái giá này thì em nghĩ là nó rất là hợp lý để cô chú anh chị sưu tầm cho mình một cây lan đẹp rồi. Hình tiếp theo là hình số 35, 180.000. Và hình số 36. 36 đây ạ. 36 200.000. Và hình số 37. 37 cô chú anh chị này, ít thân nhưng mà rất là to mập khỏe luôn, 220.000 ạ. Hình số 38. Hình số 38 đây. Thân cũng rất là nù khỏe nhá. Hình 38 chỉ 200.000 thôi nhá cô chú anh chị. Và hình 39 180.000, 180.000 cô chú anh chị này.
180.000 cho hình số 39 này. Riêng dòng giả hạc hoa hồng này năm ngoái em bán những cái bảng từ 15 thân trở lên, 14-15 thân đã 700-800.000 rồi ạ. Thì những cái giò như thế này, nhiều thân như thế này chỉ có 180 cho đến 200 thì phải nói là giá rẻ để cô chú anh chị sưu tầm cho mình mặt bạn bông đẹp ạ. Hình tiếp theo là hình số 40. Hình số 40 này. Đây là như vậy đấy ạ. Hình 40 này em bán 200.000. Và duy nhất một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá, với mặt bông cực kỳ là đậm đà đẹp lắm luôn cô chú anh chị này. 200.000 cho giò này, cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm ạ. Sang bên này là dòng giả hạc châu Như. Cô chú anh chị nghe tên nếu như chơi lan thì cũng biết cái dòng hàng mặt hoa rất là nổi tiếng bấy lâu nay rồi. Cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của dòng giả hạc châu Như này. Em thấy là nhiều nơi khi mà hàng sổ hoa người ta có thể bán một thân có thể lên đến trên 1 triệu cho một thân luôn. Mà hàng này thì cô chú anh chị sẽ được chơi hoa xuân nhé. Và em dám khẳng định rằng khi cô chú anh chị được ngắm những cái bông châu Như mà nở ấy, cô chú anh chị sẽ cảm thấy rằng là hối tiếc là mình chưa có một cái giò châu Như thật là khủng để mình ngắm cho đã. Hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Em có cái giò số 42, 43 thân châu Như mập khỏe chơi hoa xuân hoa Tết đẹp như thế này đây cô chú anh chị này. Thân rất là khỏe luôn. Em bán 360.000 thôi cô chú anh chị nhé. 360.000 cô chú anh chị được giò châu Như quá đẹp ạ. Châu Như số 43 có 4 thân, tất cả là 4 thân đấy cô chú anh chị này. 4 thân trong đó có một thân dài và thêm 3 thân ngắn cũng từ trên 40cm rồi. Giò này em bán có 400.000 thôi. Và châu Như số 44 có 2 thân siêu nù luôn. Siêu nù luôn cô chú anh chị này. Giò này em bán 320.000 ạ. Và châu Như số 45. Châu Như số 45 phải có 2 thân dài và thêm 1 thân ngắn nữa thành tổng 3 thân luôn ạ, với giá 360.000. Châu Như số 46 đây. Châu Như 46 với giá 360.000 ạ. 360.000 2 thân rất là đẹp luôn nhé chú anh chị nhé. Đây 2 thân cực khỏe đẹp luôn như vậy. Và châu Như số 47. Châu Như số 47 cô chú anh chị có thể nhìn thấy là cái thân tím ngắt rất là đẹp như thế này đây cô chú anh chị này. Ôi, có hai thân này quá là đẹp luôn ạ, đẹp. Có thể sổ cái mặt bông bệt và đậm cực đẹp luôn ấy. Giò 47-360 của chú anh chị này. 47-360 nhá. Và 48. Giò 48 đây ạ. Giò 48 này em xin phép bán 360. Giò này cũng hai thân dài, một thân ngắn ở bên dưới. Và giò 49 đây ạ. 49 này đây. Thì một cũng là hai thân. Một thân này, một thân dài, dài nhất phải trên 1 mét rồi cô chú anh chị nhá. Và một thân ngắn hơn cũng phải tầm 6-70cm. Cô chú anh chị về chăm sẽ có một suối hoa rất là xinh cho Tết cũng như là xuân này. Cái giò này em xin phép được bán với giá bao nhiêu nhỉ? 380.000 cho giò này đấy ạ. Tiếp theo là hình số 50. 50 cũng là giò 2 thân, 3 thân nhé cô chú anh chị nhé. 3 thân như vậy. Thân dài nhất cũng phải 80cm, 80-90cm rồi. Giò này 450.000. Và giò số 51. 51 rất là mập khỏe nhá. Có hai thân, có tất cả là 4 thân đấy ạ. 4 thân to nù khỏe đẹp nhá. Giò này em bán với giá là 350.000. Và hình số 52. 52 cũng là 3 thân đấy ạ. 52 3 thân châu Như đẹp như thế này với giá chỉ 450.000 thôi. Rồi ngoài ra thì em còn có thêm những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này. Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan cô chú anh chị nhá. Em có thứ nhất là Hùng Nguyễn. Với giá là 25.000 cho một lọ và 50.000 cho một cặp này. Siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Cát tan, thuốc đặc trị thối nhũn của hàng Thái, của Thái, tác dụng ngay sau một lần sử dụng 35.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Bả sen 20.000 cho một gói. Bả sen 20.000 cho một gói nhé. Và cái suy xanh 50.000 cho một ống, duy đỏ 60.000 cho một ống. Và Atonic. Atonic thì 10.000 một gói ạ. Atonic này 10.000 một gói cô chú anh chị nhé. Và cái thuốc diệt rệp và các loại sâu gây hại với giá 20.000 cho một gói. B1 Thái 20.000 30.000 cho 40.000 cho một lọ B1 Thái. Keo liền da Mỹ Tiến với giá 40.000 cho một lọ. Cái Super Tai, cái hormone tăng trưởng ạ, kích thích cái cây tăng trưởng rất là tuyệt vời. Ngoài ra gì nhiều tác dụng khác nữa ạ. Giá 85.000 cho một lọ này.
và 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá NPK cũng dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây đồng giá. Có 3 loại đồng giá, 3 loại dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây nhé. Đồng giá cũng là 30.000 cho một lọ. Chichodema, phân bón vi sinh kháng nấm rất là hữu hiệu. Cái dòng này với khối lượng 100g, một gói như vậy, khối lượng 100g với giá 20.000 cho một gói. Và Chichodema, cái lọ to khối lượng là 1kg, hộp to khối lượng 1kg chỉ 130.000 thôi. Và em có miếng bẫy ruồi vàng 10.000 cho một miếng. Dây buộc lan chiều dài 100m ạ, với giá 35.000 cho một cuộn dây buộc lan như thế này. Và em còn có thêm cái phân dê với cái vỏ thông đồng giá 20.000 cho 1 kg, rêu rừng 50.000 cho 1 kg, dớn đĩa 20.000 cho một cái và chậu nhựa móc treo nhá, em có ạ. Và đặc biệt em có thêm cái sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt. Đồng giá 40.000 cho một lọ. Cái hàng này thì nó có nhiều cái tác dụng diệt khuẩn, tạo cái không gian sạch cho gia đình, tạo cái mùi hương và tạo cảm giác an thần, cũng như là giảm đau rất là tốt, nên là nó có nhiều công dụng rất là tuyệt vời ạ. Hàng này thì nguyên liệu từ địa phương, sản xuất tại địa phương, không qua trung gian, nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm về cái sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. Và hôm nay thì em còn có thêm một cái giò phi điệp vàng ạ. Phi điệp vàng nhá cô chú anh chị, hàng hiện tại là đang nụ hết rồi ạ. Hàng thuần rất là lâu rồi và đang có nhiều thân hoa và đang bung nụ rồi đấy. Có cái cây này thì nụ trồi lên khá là lớn như thế này rồi đây cô chú anh chị này. Xanh mướt luôn. Cái giò phi điệp vàng này em bán, xin phép được bán với giá là 250.000 cho giò phi điệp vàng. À không, 280.000 cho giò phi điệp vàng này nhá. Thực sự là cô chú anh chị sở hữu nó sẽ có một cái suối hoa vàng cực đẹp luôn. Bao nhiêu thân hoa đây nhỉ? 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân hoa luôn đấy ạ. Đó, tính cái thân ngắn dài thì 7, 8 thân luôn. 280.000 cho giò phi điệp vàng này. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay mà bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.